Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính sách nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tân Hoa Xã Bắc Kinh ngày 1 tháng 9, phóng viên U Jing Ying. Thảm họa mưa lũ xảy ra ở Phúc Kiến trong những ngày gần đây đã khiến 25 người chết và 5 người mất tích. Bộ Nội vụ đã phát động phản ứng 3 cấp vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8 và cử một đội cứu trợ thiên tai chung đến Phúc Kiến vào ngày 1 tháng 9. Kể từ tháng 7, tỉnh Phúc Kiến hứng chịu những trận mưa xối xả liên tục gây lũ lụt đồng thời ở một số con sông ở khu vực Bắc Trung Bộ và phía Tây. Tính từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, các khu vực bị ảnh hưởng chính là Long Nham, Tam Minh, Tuyền Châu, Ninh Đức, Phúc Châu, Nam Bình và 6 thành phố khác. Với 1.264.500 người bị ảnh hưởng, 51.000 người phải di rời khẩn cấp, 19.100 ngôi nhà bị sập, 22 người chết. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8, các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai chính là Ninh Đức và Nam Bình, với 1.635.400 người bị ảnh hưởng, 356.200 người phải sơ tán khẩn cấp, 9.300 ngôi nhà bị sập, 36.445 ngôi nhà bị hư hại, 3 người chết và 5 người mất tích do thiên tai. Theo Kế hoạch Khẩn cấp Quốc gia về cứu trợ thiên tai, Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó thảm họa 4 cấp độ vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 9. Do diễn biến nhanh chóng của thảm họa, cấp độ ứng phó đã được nâng lên 3 cấp độ. Theo một người phụ trách của Bộ Nội vụ, Tổ công tác chung do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Jiang Li dẫn đầu và có sự tham gia của các quan chức liên quan từ Bộ Truyền thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Đất đai và Tài nguyên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân và Hội chữ thập đỏ Trung Quốc, Bộ Nội vụ sẽ chú ý đến tình hình thiên tai ở Phúc Kiến và động lực của các công tác cứu hộ thiên tai. Phân bổ vật tư cứu trợ thiên tai kịp thời theo nhu cầu của khu vực thiên tai và thảo luận với Bộ Tài chính để sắp xếp thiên tai cứu trợ các quỹ khẩn cấp một cách kịp thời. Hiện trường cứu hộ khẩn cấp ở Trường Đình, Phúc Kiến, Bí thư Đảng đánh chiêng đánh thức dân làng từ sáng sớm. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ công an vũ trang địa phương cùng hơn 300 cán bộ quần chúng nhân dân địa phương khẩn trương đến hiện trường ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai. Báo của chúng tôi đưa tin vào lúc 4 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt trên sông Ba Si ở làng Xianje, thị trấn He Tan, huyện Trang Tinh đã xảy ra một vụ vi phạm. Đây là thông tin mà phóng viên được biết từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán của tỉnh vào ngày 31 tháng 8. Được biết, do ảnh hưởng của vụ vỡ sông Ba Si, một số ngôi nhà ở làng Xianje, thị trấn He Tan đã bị ngập lụt, 301 hộ gia đình và 1.295 người bị ảnh hưởng. Độ sâu tối đa của nước là 1,3 mét và hơn 300 mu đất nông nghiệp bị ngập. Sau khi nguy hiểm xảy ra, hơn 30 cán bộ chiến sĩ công an vũ trang địa phương cùng hơn 300 cán bộ quần chúng nhân dân địa phương khẩn trương đến hiện trường khẩn cấp cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ những người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi an toàn ngay lần đầu tiên và không có thương vong nào xảy ra. Hiện các lô nhà bị ngập đã rút hết, vì hầu hết các ngôi nhà trong làng đều có kết cấu gạch bê tông nên hầu hết người dân đã chuyển về sau khi kiểm tra rằng không có vấn đề gì về an toàn trong nhà. Được biết, từ 3 giờ đến 5 giờ, lượng mưa ở thị trấn He Tan lên tới 88mm trong 2 giờ. Sông Ba Si là một nhánh của sông Du Si, một nhánh trên của sông Ti Giang và là một nhánh thứ cấp của sông Tin Giang. Khi cơn lũ xảy ra, đó là khoảng 4 giờ sáng và tôi đã ở trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Long Nham vào thời điểm đó. Khi tôi đến hiện trường, hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an vũ trang, cán bộ và quần chúng nhân dân đã chung tay tạo thành tường người, kè ngăn lũ bằng bao cát đã được đắp. Đến 12 giờ trưa, do địa chất vết nứt phức tạp nên bị cát lấp. Trời mưa một lúc, đoạn kè vừa xây lại bị cuốn trôi, lũ lại tràn vào làng. Các chiến sĩ công an vũ trang lại lập tường người, đắp bao cát lên chỗ vi phạm. Các bao cát được đưa lên nhưng lớp cát bên dưới dễ tạo thành các khe hở do dòng nước bao mòn. Dân làng tìm thấy vải nhựa và nhét nó dưới bao cát, cuối cùng cấp bao cát có thể ổn định. Đến 6 giờ chiều có một chỗ thủng hơn 20 mét, còn lại 2 mét cuối cùng, dòng chảy xiết. Lúc này, dù các chiến sĩ công an vũ trang có thả xuống nước bao nhiêu bao cát, thì bao cát vừa được đặt xuống sẽ bị nước cuốn trôi. Phải làm gì? Có người nghĩ ra cách tìm một chiếc thúng to bỏ vào chỗ thủng. Người trên bờ dùng dây kẽm kéo chặt thúng, các chiến sĩ cảnh sát vũ trang dưới nước tạo thành bức tường người. Lấy thân mình đỡ chặt thúng,
bao cát và cứ như vậy, lỗ thủng cuối cùng đã được bịt kín hoàn toàn vào khoảng 7 giờ 30 phút tối. Từ sáng sớm ngày 31 tháng 8, mưa lớn đã đổ xuống huyện Trường Đình, gây ra lũ quét trong huyện và khiến các con sông dâng cao. U Hoa Linh, bí thư chi bộ làng Giang Bê, thị trấn Nam San, huyện Tràng Tình. Khi lũ lụt đến làng Giang Bê ngày 31 tháng 8, anh ấy đã làm việc cả đêm không ngủ. Trời mưa to suốt đêm, vì vậy U Hoa Linh thỉnh thoảng ra ngoài với một chiếc ô và đèn pin để kiểm tra mực nước và tình hình trên núi. Ô dù không thể ngăn mưa và quần áo của U Hoa Linh đã bị ướt mỗi khi anh ấy ra ngoài. Quần áo của anh ấy thực sự ướt sũng, vì vậy anh ấy đã về nhà và thay quần áo trước khi tiếp tục kiểm tra. Bằng cách này, anh ấy đã thay 3 bộ quần áo trong một đêm. Chúng tôi phát hiện mực nước sông bắt đầu dâng lên vào khoảng 3 giờ sáng. U Hoa Linh nói, lo sợ rằng dòng sông sẽ tràn vào làng. Ủy ban làng quyết định nhanh chóng đánh thức dân làng đang ngủ và chuyển họ lên núi. Đến 3 giờ 50 phút, cán bộ thôn bắt đầu đi từng nhà thông báo sơ tán, gọi điện thoại. Khua chiêng, khua trống, cuối cùng dân làng đang ngủ cũng thức dậy. Cán bộ thôn chia dân làng thành nhiều con đường theo khu vực đã phân chia, mỗi người phụ trách dọc đường đưa tất cả lên núi theo từng đợt. 5 giờ 10 phút sáng, khi cả làng vừa lên núi thì lũ dữ tràn về làng. May mắn thay, việc di chuyển đã kịp thời và không có ai bị thương. Hù Hoa Linh nói, hiện tại dân làng đã được tái định cư ở nơi an toàn. Sau khi lũ rút, mọi người sẽ xây dựng lại nhà cửa. Alan Cheng Li Wei. Lũ lụt ở Phúc Kiến làm 25 người chết, lũ ở Minh Giang chỉ đứng sau năm 1998. Trận lụt Minh Giang chỉ đứng sau năm 1998 và hơn 7.000 sĩ quan và binh lính đã chiến đấu trên tuyến đầu cứu trợ thiên tai. Kể từ ngày 3 tháng 6, đã có những trận mưa to đến rất to ở tỉnh Phúc Kiến và những cơn mưa xối xả cục bộ, với trận mưa lớn nhất là 445mm ở Jinu, Phúc Kiến. Bị ảnh hưởng bởi nó, sông Minh Giang ở Phúc Kiến đã trải qua trận lụt lớn thứ hai sau năm 1998. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Yafumen trên thượng nguồn sông Minh Giang là 74,77m vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8, vượt mực nước cảnh báo 8,77m. Lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Yuki ở hạ lưu là 30.600m3 trên giây vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 8. Hiện mực nước đã bắt đầu xuống, hồ chứa xả lũ trước thời hạn để giảm bớt nguy hiểm. Các bộ phận kiểm soát lũ và thủy lợi địa phương đã điều động một cách khoa học các cửa xả và các hồ chứa lớn và vừa khác, đồng thời xả dung tích chứa trước 3 ngày để đáp ứng mùa lũ, phát huy hết vai trò của hồ chứa trong việc ngăn chặn lũ lụt và đỉnh cao đáng kinh ngạc. Hiện tại không có mối nguy hiểm lớn nào trong dự án kiểm soát lũ của dòng chính sông Minh Giang. Hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ ra trận tuyến đầu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, nhiều con sông như Thìn Giang và sông Diêu Long ở phía bắc trung tâm và phía tây của tỉnh Phúc Kiến đã vượt quá mực nước cảnh báo và nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ngày qua, hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ quân giải phóng nhân dân, công an vũ trang, dân quân dự bị đã ngày đêm chiến đấu trên tuyến đầu chống lũ, loại bỏ nguy hiểm, chuyển dân, ra soát đường xá, cầu cống, đường sắt và các tuyến kè trọng điểm. Mưa lũ làm 25 người chết. Mưa xối xả và lũ lụt xảy ra ở Phúc Kiến những ngày qua đã khiến 25 người chết và 5 người mất tích. Bộ Nội vụ đã phát động phản ứng 3 cấp vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 8 và cử một đội cứu trợ thiên tai chung đến Phúc Kiến vào sáng ngày 1 tháng 9. Theo người có liên quan phụ trách Bộ Dân Chính sẽ chú ý đến tình hình thiên tai ở Phúc Kiến và sự phát triển của công tác cứu trợ thiên tai, phân bổ kịp thời các tài liệu cứu trợ thiên tai theo nhu cầu của khu vực thiên tai. Trao đổi với Bộ Tài chính bố trí kịp thời quỹ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa lớn ở Bắc Kinh khiến gần 1,29 triệu người bị ảnh hưởng, 33 người thiệt mạng. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão, Bắc Kinh đã hứng chịu một trận mưa xối xả hiếm có trong lịch sử. Vừa qua, Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do mưa lũ làm sập nhà. Về nguyên nhân, có 5 người hy sinh do đi cứu hộ khẩn cấp, 18 người mất tích, trong đó có một nhân viên cứu hộ, cứu nạn thiên tai. Tại buổi họp báo, tất cả mọi người đều đứng dậy mặc niệm cho các nạn nhân. Thiên tai lũ lụt đã khiến tổng số gần 1,29 triệu người bị ảnh hưởng, 59.500 ngôi nhà bị sập, 147.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 225.000 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng. Hiện tại, những thiệt hại do thiên tai này gây ra vẫn là số liệu theo từng giai đoạn. Trong đợt mưa bão lớn lịch sử này ở Bắc Kinh, lượng mưa tại 3 điểm đều vượt 1.000mm. Theo Xiao Lin Mao, từ dữ liệu quan trắc khí tượng, lượng mưa tại một trạm duy nhất đã vượt qua giá trị cực trị trong lịch sử. Hồ chứa Wan Jingguang ở Trang Kinh đã nhận được lượng mưa 745mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong 140 năm kể từ khi có ghi chép cụ thể. Ở Bắc Kinh, số liệu quan trắc thiên tai địa chất ghi nhận giá trị cực đoan cao hơn với 3 điểm có lượng mưa trên 1.000mm.
và 51 điểm có lượng mưa trên 700mm. Lượng mưa trung bình của thành phố là 331mm, lượng mưa trong 83 giờ đạt 60% lượng mưa cả năm trong những năm bình thường. Mưa xối xả chủ yếu tập trung ở các khu vực miền núi phía Tây với lượng mưa trung bình là 538mm ở Mentougou và 599mm ở Phan San. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các con sông chính của thành phố lên nhanh với biên độ lớn và giá trị đỉnh cao. Mưa xối xả đã gây ra thiên tai nghiêm trọng ở các khu vực miền núi phía Tây chịu thiệt hại nặng nề. Theo Sia Lin Mao, theo thống kê sơ bộ, thành phố đã hứng chịu tổng cộng 369 thảm họa địa chất, gấp 10,5 lần so với con số trung bình nhiều năm. Mưa xối xả đã làm cho cơ sở hạ tầng miền núi bị hư hỏng nghiêm trọng. Về công trình thủy lợi, hơn 110 tuyến sông đã có lũ lụt vượt tiêu chuẩn. Cấp cứu khẩn cấp sửa chữa, gấp rút kết nối không ngừng nghỉ, khắp các thôn bản đã có điện, thông tin liên lạc trở lại. Sia Lin Mao cho biết sau thảm họa, thành ủy và chính quyền thành phố Bắc Kinh đã không ngừng cứu hộ khẩn cấp, sửa chữa khẩn cấp và cứu trợ khẩn cấp và nỗ lực hết sức để làm tốt công việc 4 liên kết và 1 an ninh, điều trị thương binh, tái định cư hàng loạt và các công trình cứu trợ thiên tai khác. Điện nhanh chóng được khôi phục và thành phố đã đầu tư hơn 2.400 người, 105 toa máy phát điện và 427 máy phát điện để sửa chữa khẩn cấp. Đến ngày 4 tháng 8, việc cung cấp điện cho 16 cộng đồng đã được khôi phục. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 8, trừ 9 thôn tái định cư nơi khác, tất cả các thôn đã có điện trở lại. Nguồn cung cấp nước nhanh chóng được khôi phục và thành phố đã khẩn trương triển khai hơn 700 nhân viên chuyên nghiệp và hơn 70 phương tiện cấp nước khẩn cấp để hoàn thành việc sửa chữa khẩn cấp hai nhà máy nước chính ở Phan Sang Lin Siang và Mentougou Changji, đảm bảo hiệu quả việc cung cấp nước cho khu vực. Thông tin liên lạc nhanh chóng được khôi phục, thành phố đã tiến hành sửa chữa cơ bản và các biện pháp khẩn cấp để khôi phục thông tin liên lạc. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 8, toàn bộ 342 thôn đã nối lại thông tin liên lạc, phân bổ và vận chuyển hơn 840.000 nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư khẩn cấp và vận chuyển hơn 82.000 người. Tăng cường an ninh vật chất, thành phố đã điều động và vận chuyển hơn 840.000 chiếc thuộc 14 loại nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư khẩn cấp, triển khai 64 lượt xuất kích bằng trực thăng và 66 lượt xuất kích bằng máy bay không người lái, chuyển giao tổng cộng khoảng 26 tấn lương thực, nước uống, thuốc men và các vật tư khác, giải quyết cơ bản thiên tai, khu vực bị ảnh hưởng, vấn đề thiếu nguyên liệu. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!